Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, tuổi trẻ là một tài sản vô giá của mỗi con người và tuổi trẻ chứa đựng tài nguyên dinh dưỡng để tạo ra cuộc đời của mỗi chúng ta. Giấc mơ thời tuổi trẻ có thể là sự mộng thường vô nghĩa, nhưng nhờ có nó mà ta mới có những trải nghiệm quý giá để tạo ra những giá trị cho những ngày tháng tiếp sau này. Khi bạn còn trẻ, bạn còn có thể được phép mắc sai lầm, bạn còn có thể đi nhầm đường để rồi kịp nhận ra con đường đúng đắn và bước tiếp cho tương lai. Thế giới này rất rộng lớn và có quá nhiều việc phải làm. Đó cũng là thông điệp, những lời nhắn nhủ chạm đến sâu thẳm trái tim mỗi con người mà cuốn sách có tựa đề Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm của tác giả Kim U Chung Go, nhà sáng lập tập đoàn DU, và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Tác giả Kim U Chung sinh ra và lớn lên vào thời điểm mà Hàn Quốc đang chìm trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cha ông là một nhà giáo dục nổi tiếng nhưng đã bị bắt và từ đó ông không bao giờ còn gặp cha nữa. Đến năm 14 tuổi, ông Kim U Chung đã phải ra ngoài kiếm tiền để phụ giúp mẹ và nuôi các em. Một thời gian sau khi tốt nghiệp đại học từ hai bàn tay trắng, ông Kim U Chung đã tạo dựng nên DU, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, và cái tên DU có nghĩa là vũ trụ lớn. Yếu tố đầu tiên giúp ông làm được điều đó chính là ước mơ. Ông nói rằng trong mọi điều quan trọng với tuổi trẻ thì ước mơ là điều quan trọng nhất. Ước mơ có sức mạnh thay đổi thế giới và lịch sử sẽ thuộc về những người dám ước mơ. Khi gây dựng công ty công nghiệp DU, chính ông và bốn cộng sự đã thuê một góc trong một tòa nhà làm văn phòng. Ông ước mơ rằng công ty sẽ lớn mạnh đến mức số lượng nhân viên có thể lấp đầy một tòa nhà khổng lồ, và 10 năm sau công ty đã sở hữu tòa nhà lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ. Chính là trung tâm DU của ông, tòa tháp đã lập được nhiều kỷ lục thế giới như kỷ lục về bến cảng đơn lớn nhất tại xưởng đóng tàu DU hay kỷ lục về nhà máy may mặc lớn nhất thế giới tại Busan. Đến khi đó ông có một giấc mơ khác, đó là tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất thế giới, và DU lại tiếp tục trên con đường chinh phục giấc mơ này. Đó là những giấc mơ dành cho DU. Còn về cá nhân mình, ông có một ước mơ lớn nhất cuộc đời, đó là được nhớ về như một doanh nhân đáng kính, thay vì được biết đến như một người giàu có, nhiều tiền. Đó cũng là ước mơ tạo ra một xã hội mà trong đó doanh nhân được kính trọng. Trong xã hội Hàn Quốc, tư tưởng lâu đời về nghề nghiệp được xếp theo thứ tự chí nông, công thương, theo đó thương nhân được xếp ở vị trí thấp nhất trong xã hội hiện đại. Lý do mà các doanh nhân thường bị phê phán không phải vì họ không kiếm ra đủ tiền hay họ kiếm được quá nhiều tiền, mà là bởi họ không biết cách sử dụng tiền. Nhiều người nghĩ rằng kinh doanh là để thỏa mãn lòng tham của họ. Đây là một sai lầm lớn nhất, bởi vì tài sản của một người kiếm được sẽ tỷ lệ thuận với trách nhiệm của người đó đối với xã hội. Mọi thứ như tài sản, danh tiếng, quyền lực, nếu muốn có được đều là từ xã hội và phải thông qua xã hội. Xã hội không trao những điều đó để chúng ta sử dụng cho riêng mình. Xã hội trao cho chúng ta để chúng ta có thể đáp lại xã hội một cách thích đáng. Không thể phủ nhận rằng mục đích của kinh doanh là để kiếm ra tiền. Nhưng ông Kim U Chung cho rằng một công ty tồn tại không phải chỉ vì lợi nhuận, mà công ty tồn tại để phục vụ xã hội, và lợi nhuận chính là thành quả cho quá trình phục vụ đó. Việc khoe khoang số lượng tài sản bạn có là việc làm hết sức ngu ngốc, bởi vì điều đó có nghĩa là bạn chẳng có gì khác để khoe. Nếu có điều gì đó đáng tự hào với tài sản đó phải là chất lượng của những tài sản ấy và cách vẫn sử dụng chúng cho xã hội này. Ông Kim U Chung cũng là người sáng lập và lãnh đạo DU, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ DU là của riêng mình. Ông luôn suy nghĩ, ông không sở hữu DU, ông nói tôi chỉ là một chuyên gia quản lý cho DU mà thôi. Ông Kim U Chung được coi là người có khả năng đánh hơi thấy tiền và có thể kiếm được tiền được khắp mọi nơi mà ông đến. Ông cũng thừa nhận điều này và cũng thú nhận rằng ông là chuyên gia kiếm tiền, nhưng lại không giỏi tiêu tiền. Vì vậy mà ông không phải là người biết tiêu tiền. Ông thường chọn những người có biệt tài tiêu tiền để sử dụng số tiền này thật hiệu quả cho xã hội. Đó cũng là lý do để quỹ DU ra đời với gần như toàn bộ tài sản của ông trong đó. Việc sử dụng tiền một cách khôn ngoan luôn quan trọng hơn việc kiếm tiền. Hãy có một thái độ đúng đắn đối với tiền bạc ngay từ khi các bạn còn trẻ. Bản thân tiền là vô tính, đồng tiền đó tốt hay xấu là do chính các bạn sử dụng. Tiền nếu sử dụng cho học tập, sức khỏe hay để giúp đỡ những người gặp khó khăn thì đây là những đồng tiền sử dụng khôn ngoan và đừng keo kiệt những đồng tiền đó. Nhưng nếu bạn mua những thứ mình không thực sự cần hay chi tiêu vào những thứ vô bổ, những thứ chỉ mang cho bạn niềm vui chốc lát. Chẳng hạn,
có rất nhiều người mua đồ chỉ vì thấy nó rẻ, nó đang được giảm giá hoặc về hội chứng cho bằng chị, bằng em, thì đó là cách tiêu tiền ngu ngốc nhất. Mọi người, đặc biệt là giới trẻ, thường vướng vào một suy nghĩ sai lầm rằng ai đó biết ném tiền qua cửa sổ thì mới thật sự là hào phóng, tiêu tiền một cách khôn ngoan thì là bần tiện. Ông Kim U Chon sẵn sàng đầu tư một lượng tiền lớn cho các chương trình phúc lợi cho nhân viên và sàn tiết kiệm 25 xu tiền xe buýt cho riêng mình nếu không cần thiết, bởi vì việc tiêu vài triệu đô cũng khôn ngoan như việc tiết kiệm 25 xu vậy. Xã hội càng phát triển thì dường như con người lại càng có tư tưởng hưởng thụ nhiều hơn và tiêu xài nhiều hơn, đó là một dấu hiệu tốt khi đời sống xã hội được nâng cao. Tuy nhiên, ở một quốc gia mà những người tiêu dùng chi tiêu vượt mức thu nhập của mình, thì quốc gia đó đang gặp rắc rối khi chi tiêu thái quá, lòng quyết tâm và mức độ làm việc của con người sẽ giảm, họ chỉ muốn chơi nhiều hơn muốn làm, họ trở thành con mồi của sự lười biếng và phung phí tiền bạc. Lúc này thay vì nỗ lực kiếm tiền thì họ sẽ tìm kiếm những vận may từ trên trời rơi xuống hoặc sẽ có những cuộc cạnh tranh không lành mạnh để kiếm tiền. Cuộc sống cũng như trận bóng đá vậy, luôn có những quy định và quy tắc riêng của nó. Tất cả chúng ta là những vận động viên trong trận đấu cuộc đời này. Chúng ta phải cạnh tranh và chúng ta phải chơi đẹp. Mục đích của cạnh tranh không phải là giết chết đối thủ, mà cạnh tranh lành mạnh là để giúp mình và đối thủ cùng vươn lên. Nó làm cho cuộc sống tốt hơn và tất cả mọi người tham gia sẽ tốt hơn. Dù làm việc trong bất cứ ngành nghề nào, lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ có những đối tượng để bạn hợp tác và phục vụ. Một chiếc xe đưa ra thị trường là kết quả của hàng nghìn bộ phận do rất nhiều công ty sản xuất cùng làm. Nếu chỉ để mắc tới lợi ích của riêng mình mà để đối tác chịu thiệt, thì mối quan hệ nó sẽ không thể kéo dài. Chúng ta sống với nhau để cùng tồn tại với nhau, chứ không phải để cạnh tranh nhau, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau thịnh vượng. Bạn cần luôn nghĩ cho đối tác hưởng lợi ngang bằng mình. Tất cả đối tác của DU đều có chung ấn tượng sâu sắc rằng, đối với DU không có chuyện thua thiệt khi làm ăn với DU. Ông Kim U Chon không chỉ có biệt tài kiếm tiền mà còn nổi tiếng với khả năng vực dậy và tái sinh các công ty đang rơi vào vực thẳm. Đó là những công ty bị chủ của mình bỏ rơi, thậm chí có những công ty là của chính phủ nhưng cũng bị chối bỏ hoàn toàn vì sự khủng hoảng của hệ thống và sự suy sụp của doanh thu. Vào năm 1984, ông Kim U Chon nhận lời đề nghị tiếp quản nhà máy lọc dầu tại một thành phố của Bỉ, do đang có tranh chấp lao động lớn và gặp khó khăn về tài chính. Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng một năm sau kho ông tiếp quản, công ty đã xoay chiều và có lãi. Để làm được những bước nhảy vọt và những cú xoay chiều như vậy thì ông Kim U Chon và các cộng sự đã làm việc với cường độ gấp đôi các công ty khác. Ở tập đoàn DU luôn có truyền thống không họp trong giờ làm và sẽ họp trước hoặc sau giờ làm việc. Mọi người đều một ngày chỉ dài 24 tiếng. Sự khác biệt nằm ở chỗ họ đã sử dụng 24 giờ đó như thế nào. Đặc biệt, thời gian khi bạn còn trẻ có giá trị hơn gấp 3 đến 4 lần lúc bạn về già. Cách bạn sử dụng thời gian khi còn trẻ sẽ quyết định chất lượng và tiêu chuẩn phần đời còn lại của các bạn. Chìa khóa để thành công là dù làm việc gì bạn cũng phải làm đến nơi đến chốn. Đừng bao giờ chỉ học cho đủ và sống một cuộc đời với tiêu chí thế là đủ. Một cái lồng chim sẽ khiến cho cuộc sống của con chim trở nên dễ dàng, không phải lo lắng về thức ăn, nước uống và những mối đe dọa. Nhưng một con chim như vậy sẽ chẳng có mục đích sống, nó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc phiêu lưu, tự do bay lượn, khám phá thế giới bao la này cả. Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, bạn đừng hoài phí tuổi trẻ. Tuy nhiên, bạn hãy cẩn trọng với những chiếc bẫy hào nhoáng mà rỗng tuếch. Chúng ta ai cũng thích nổi bật, muốn là người quan trọng. Giới trẻ có bản chất là nhạy cảm, vì vậy họ sẽ chạy theo những ấn tượng bề ngoài. Rất nhiều bạn trẻ bị hấp dẫn của những người làm trong ngành giải trí do vẻ hào nhoáng của họ. Thùng rỗng thì thường kêu to. Tuổi trẻ lại là một quãng đời ngắn ngủi đối với mỗi con người. Vì thế đừng lãng phí cuộc đời cho những thứ phù phiếm. Đây là thời gian để bạn tập trung phát triển những giá trị bên trong, để phát triển năng lực của mình lên mức cao nhất. Điều này không phải để bảo đảm cho sự thành công mà chỉ bảo đảm cho bạn không bị tụt hậu. Bạn cần trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi. Nhưng đồng thời bạn cũng luôn phải bồi dưỡng những kiến thức mới và hiểu biết chung mọi thứ, bao quát cuộc sống một cách tổng quan. Bởi vì thế giới muôn màu và cuộc sống thì luôn đa dạng. Ông Kim U Chon học chuyên ngành kinh tế ở Đại học Hàn Quốc, nhưng công việc đầu tiên của ông lại là lĩnh vực dệt may.
Rồi khi hoạt động kinh doanh mở rộng, ông lại nỗ lực trở thành một chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác như xe hơi, tài chính, đóng tàu, thậm chí là cả khách sạn. Bạn đừng đắm mình trong cuộc sống việc nhẹ, lương cao mà bạn hãy đắm mình trong công việc sáng tạo, luôn suy nghĩ để tìm ra những cách làm tốt nhất, cách tân nhất để mang lại hiệu quả cao hơn. Ông Kim U Chon đánh giá cao về sáng tạo và đổi mới cách làm. Để làm được như vậy, bạn hãy làm việc như một sở thích. Có những người cảm thấy làm việc là mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu. Lý do của tình trạng này là bởi vì giới trẻ hiện nay chỉ xem công việc như một phương tiện để kiếm tiền. Công việc là phương tiện của mục đích chứ không phải chính là mục đích sống của họ. Con người vào thời kỳ đẹp nhất trong đời đáng lẽ phải tràn đầy những giấc mơ lớn lao, sức sống mãnh liệt và đầy ước vọng, thì họ lại cảm thấy làm việc là gánh nặng. Làm việc là điều quý giá nhất trong mỗi cuộc đời. Hãy làm việc với tinh thần của một người nông dân chăm chỉ, chứ không phải một tá điền. Ở các vùng nông thôn, trên ruộng lúa có những loại cỏ dại mọc lên cùng với cây lúa và người ta phải nhổ cỏ thì cây lúa mới triển tốt được. Hãy trở thành chủ nhân trong chính cuộc sống của mình. Trong công việc bạn hãy luôn có ý chí thăng tiến. Nhưng nếu bạn xem vai trò lãnh đạo như một phương tiện cho lợi ích cá nhân, thì bạn đang không có khả năng là một lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo thường phải hy sinh cho lợi ích tập thể. Lãnh đạo khác với độc tài. Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện ý chí, thì ông Kim U Chon cũng đưa ra những lời khuyên về việc bồi dưỡng tâm hồn và gìn giữ sức khỏe. Ông nói rằng sức khỏe tâm lý quan trọng hơn sức khỏe thể chất. Ngày nay có quá nhiều người trông có vẻ khỏe mạnh, ngày ngày đến các trung tâm để tập luyện, có một vóc dáng chuẩn, nhưng tinh thần thì lại ốm yếu. Một người thực sự khỏe mạnh là người cân đối cả về thể chất lẫn tinh thần. Những người bạn gặp gỡ khi bạn còn trẻ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của bạn. Vì vậy mà bạn hãy tìm những người bạn tốt cho mình và noi gương những người mà bạn kính trọng. Ngoài ra, bạn hãy hào phóng cho đi những người xung quanh mình nhiều lời tán thưởng chân thành. Điều này sẽ dẫn dắt người đó nỗ lực phấn đấu để xứng đáng có những tự hào ấy. Ông Kim U Chon cho rằng, khi ông có bài phát biểu tại những quốc gia phương Tây, ông thường nhận được những tràng vỗ tay, ai cũng nhiệt liệt. Nhưng điều này lại rất ít khi có được tại Hàn Quốc. Lý do là ở các nước phát triển phương Tây, mọi người đã quen với bầu không khí ca tụng và hoan nghênh người khác. Tiếc thay, tại Hàn Quốc thì không như vậy. Bạn hãy trải nghiệm thật nhiều, bởi kinh nghiệm chính là người thầy vĩ đại của thành công. Nhờ kinh nghiệm mà bạn mới trưởng thành. Hãy nỗ lực chơi các môn thể thao, hãy học hành chăm chỉ, kết bạn chất lượng, thậm chí hãy trải nghiệm yêu đương. Hãy thử dùng xẻng, học cách lái xe và đi leo núi bất cứ khi nào có thời gian. Hãy đi du lịch và du lịch sẽ mở ra những thế giới mới. Mỗi chuyến đi khi du lịch hãy chú ý đến những điều khác biệt giữa những nơi bạn đến. Chỉ nhìn thôi thì chưa đủ, bạn cần tham gia vào mọi thứ chứ không chỉ ngồi ngoài với thái độ tò mò. Bạn phải là một phần quan trọng trong hành trang của bạn. Mọi nơi đều là trường học để bạn tiếp thu những điều mới. Hãy đọc một quyển sách ngoại ngữ trong những khoảng thời gian rảnh, như ngồi trên xe buýt. Những trải nghiệm thực tế rất quý giá. Nhưng chúng ta có thể bị giới hạn về địa lý và thời gian, vì vậy mà bạn sẽ trải nghiệm gián tiếp qua những người khác, đặc biệt là qua sách vở là rất cần thiết. Có hai điều thuộc quyền sở hữu của bạn mà đặt tuyệt đối không bao giờ được đánh mất. Đó là danh dự và quyền quyết định số phận mình. Vì sự ảnh hưởng của tư tưởng xã hội mà nhiều phụ nữ Hàn Quốc xem công việc chỉ như một trạm xe buýt trên con đường và bến cuối của tuyến đường là cuộc hôn nhân. Kết quả là họ không thật sự nỗ lực làm việc, họ để cho người khác quyết định cuộc đời mình. Ông Kim U Chon là một người có khả năng vô hạn khi vươn ra thế giới. Ngay từ khi thành lập công ty, ông đã lập tức hướng tới thị trường quốc tế. Dù khi đó các công ty lớn của Hàn Quốc đều là các hãng nhập khẩu, họ không có chút suy nghĩ nào đến xuất khẩu. Việc xuất khẩu bị xem là một lĩnh vực vô giá trị và DU đã tiên phong, đã nỗ lực để đứng đầu. Ông Kim U Chon nhận xét các quốc gia phát triển đang dần già cỗi và vầng mặt trời đang dần mọc ở phương Đông. Thế giới này là của các bạn tuổi trẻ, không chỉ là một giai đoạn đi từ thời niên thiếu đến tuổi trưởng thành. Cho nên đừng nghĩ nó là một nhà ga với trạm dừng chân. Giai đoạn này sẽ quyết định chất lượng và hướng đi cho phần đời còn lại của các bạn. Tuổi trẻ không có chỗ cho những từ như hèn nhát, yếu đuối, lười biếng, thất bại, tuyệt vọng, ngã lòng và khuất phục, mà trưởng thành khác với già nua.
Có những công ty già đi rất nhanh và cũng có những người già đi rất sớm. Khi bạn không có nhiệt huyết và đam mê, đó là lúc bạn đã già, bất kể tuổi đời của bạn là bao nhiêu đi chăng nữa. Trưởng thành đó là khi bạn biết khiêm tốn và cố gắng học tập thật nhiều, rèn luyện con người có ích cho toàn thể xã hội. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!